Xin chào anh em, Top Game lại quay trở lại rồi đây. Với những người chơi theo hệ game mobile hiện nay, thì bên cạnh cấu hình và dung lượng smartphone của bạn, thì vấn đề kết nối mạng cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định việc thành bại cho một ván game với những chiến hữu của mình. Tuy nhiên, kết nối mạng không phải lúc nào cũng có thể đảm bảo, và trải nghiệm của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí là thua cuộc trong oan ức chỉ cần giật lát vài giây mà thôi. Và với những game offline, vấn đề đó sẽ được giải quyết triệt để. Và đặc thù game ngoại tuyến mặc dù không có lượng nội dung đồ sộ như game online, thế nhưng thế mạnh của nó lại nằm ở chiến gameplay dễ chơi dễ nắm bắt, tập trung vào việc xây dựng cốt truyện và hoàn toàn có thể chơi khi nào bạn muốn và cần, sẽ không có tình trạng mất kết nối. Thay vào đó sẽ là những trận chiến suôn sẻ từ đầu đến cuối game. Đồng thời với sự tối ưu trong giao diện cấu hình nhẹ, thì game thủ sẽ chơi thoải mái mà không sợ tình trạng nóng máy. Vì thế video này mình sẽ lại tiếp tục bổ sung nữa cho anh em là những game ngoại tuyến mới và hay nhất, cả game miễn phí lẫn game trả tiền cho bạn trải nghiệm trong thời gian này. Đây là tựa game bắn súng sinh tồn với hệ thống AI siêu thông minh và đến từ chung nhà phát hành với BattleOp. Nó sở hữu cho mình một kiểu chơi tương đối đơn giản, chính là nhảy dù và tham gia chiến đấu trong những bản đồ rộng lớn. Và nói chính xác, đây là một game chiến tranh độc đáo, với thiết kế trực quan tạo cảm giác chân thật. Bạn sẽ điều khiển nhân vật đi qua những vùng đất đang bị chiếm đóng, cùng với lữ đoàn của mình tiêu diệt mọi kẻ thù cản đường. Và nhằm hỗ trợ cho công việc này, game đã mang tới là một kho vũ khí tương đối đa dạng, đi kèm rất nhiều trang bị hữu dụng trong chiến trường, bao gồm từ súng trường súng nhắm SMG cho đến trang bị hồi máu lựu đạn đều có mặt đầy đủ để cho bạn tập trung hoàn thành nhiệm vụ trong game. Và những nhiệm vụ này cũng được xây dựng khá phong phú, từ thoải mái xả đạn vào đám đông bằng súng trường cho đến trừ khử nhân vật quan trọng bằng sniper, hay đơn giản chỉ là tạo ra một vụ nổ để làm náo loạn căn cứ quân thù nhằm thâm nhập mang về thông tin quan trọng cho mình. Đến từ một nhà làm game của Việt Nam, Dungeon vs Gunner sẽ là một game hành động nhập vai roleplay theo kiểu khám phá ngục tối với một câu chuyện thú vị, sở hữu nền đồ họa pixel 2D chuẩn HD rất đẹp. Còn lối điều khiển của nó khá đơn giản và quen thuộc, với phím bấm bố trí trực quan dễ dàng thao tác. Ở đây, nhiệm vụ cốt lõi sẽ là tiêu diệt từng đợt kẻ thù trong căn phòng, thu lượm coin và game để mua sắm nâng cấp trang bị và nhân vật. Và tuy đơn giản như vậy thôi, nhưng con game offline này đang được cộng đồng game thủ đánh giá khá cao, chủ yếu là nhờ vào lối chơi hành động hấp dẫn của nó, màn chơi quái vật và boss thiết kế sáng tạo, luôn có động lực cho người chơi tiếp tục cuộc hành trình. Và hiện tại game giới thiệu 5 nhân vật cho bạn mở khóa và sử dụng. Mỗi nhân vật đều sở hữu kỹ năng riêng và chỉ mở khóa nhân vật cowboy mặc định. Còn lại thì bạn phải cày cuốc mở khóa bằng tiền và game, và có thể kiếm được thông qua việc đánh boss và làm nhiệm vụ hàng ngày. Nếu điện thoại không quá mạnh thì bạn nên cân nhắc với con game này. Đây là game sinh tồn offline tương đối giống Fallout cổ điển, cho bạn phô lưu cho một không gian tràn ngập thây ma và phải chiến đấu hết mình nếu như muốn tồn tại lâu dài. Và cụ thể game với bản đồ chia thành nhiều khu vực khác nhau, ẩn chứa những bí mật và câu chuyện thú vị, sẽ làm cho chuyến hành trình của bạn trở nên lôi cuốn hơn. Và trước những làn sóng tấn công của kẻ thù, game thủ phải trang bị cho bản thân là những món vũ khí tốt nhất, giữ vững tinh thần cho dù kẻ thù đông đảo như thế nào đi chăng nữa. Và điểm nhấn thú vị ở đây chính là bạn phải chiến đấu với nhiều chủng loại thây ma và kỹ năng khác nhau, đi kèm với lượng tài nguyên vô cùng ít ỏi, đồng nghĩa phải có kỹ năng xác định mục tiêu chuẩn xác vì nguồn đạn ở đây rất khan hiếm và không ai muốn lãng phí chúng cho những phát bắn spam, cũng là chi tiết làm cho game trở nên hấp dẫn hơn, tạo động lực cho bạn dấn thân vào những màn chơi khó hơn. Spiritfarer vừa chính thức đặt chân lên mobile thông qua dịch vụ Netflix Game, là sản phẩm cho những ai muốn chơi game cốt truyện và giàu cảm xúc. Đây vốn là game indie thuộc loại mô phỏng Fallout, đã làm lay động biết bao trái tim của game thủ kể từ khi phát hành cho PC console bởi cốt truyện nặng cảm xúc của mình. Nó với hơn 16 giờ chơi trải dài xuyên suốt quá trình trải nghiệm, hứa hẹn sẽ là một câu chuyện đẹp,
một phong cách đồ họa vẽ tay rất nghệ, đầy tiềm năng để trở thành một game mobile hay nhất của năm 2022. Và cụ thể nó đưa người chơi vào một thế giới linh hồn, trong vai của Stella, nhận nhiệm vụ mang linh hồn người chết về địa ngục. Và nếu không được qua sông, những linh hồn này sẽ phải lang thang vật vờ không siêu thoát, và nghe có vẻ bị thương và đáng sợ. Nhưng thế giới trong game lại vô cùng thanh thản. Bạn phải trồng rau khai thác nấu ăn để giúp những linh hồn vui vẻ trong hành trình của mình. Sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị cho một hành trình tuyệt đẹp nhằm tiễn đưa những linh hồn sang thế giới bên kia. Lần đầu Bleed Fury có mặt là trên Steam vào năm 2018, là tựa game đến từ một studio Trung Quốc đã chứng minh chất lượng của mình thông qua một loạt đánh giá tốt. Game phải nói sở hữu cốt truyện siêu hay, nói về hành trình đi tìm công lý của Z, chạm trán với những vị thần cổ đại và cuối cùng trở về cung điện để hoàn thành những gì cô bắt đầu. Game là sự pha trộn của phong cách đối kháng màn hình ngang 2D, đan xen với yếu tố nhập vai, lên cấp và hệ thống nhiệm vụ, nói chung là thoải mái cày cuốc offline. Còn hệ thống linh hồn cho phép người chơi sẽ chiếm lấy linh hồn của kẻ thù sau khi hạ chúng, dùng nó để nâng cấp sức mạnh cho chính mình. Và mình thấy game khá nhấn mạnh vào kỹ năng và chiến thuật, phải làm chủ nhiều kỹ năng và chiến lược để đánh bại kẻ thù. Và bên cạnh công việc chặt chém, còn phải giải đố Fulu trong mê cung, đi kèm chế độ Elite Runner để làm đa dạng hóa gameplay. Nói chung là một game võ thuật Trung Hoa chất lượng, xứng đáng với số tiền bỏ ra để mua nó. Phát hành đầu tiên thông qua Steam vào ngày 7 tháng 6 năm 2022 và ngay sau đó cũng đồng thời ra mắt trên cả nền tảng di động. Till Dawn sở hữu một lối chơi nhập vai hành động cực cuốn, đặt game thủ vào tình huống chỉ còn 20 phút để tồn tại hoặc là bị đám ma cà rồng khát máu sát hại. Đặc biệt nó áp dụng góc quay toàn cảnh trên cao để trận chiến theo phần trực quan và lôi cuốn. Thêm vào đó, người chơi được lựa chọn rất nhiều nhân vật khác nhau, giúp cho những màn chơi không bị nhàm chán. Cộng với dàn vũ khí và kỹ năng đa dạng thì mỗi cuộc chiến tại đây sẽ là một trải nghiệm khó quên. Và không giống những tựa game khác lựa chọn lối đồ họa 3D, con game này lại lựa chọn phong cách đồ họa India, giúp game có thể chạy mượt mà cho những thiết bị khác nhau. Hiệu ứng chiêu thức của vũ khí được làm theo kiểu vẽ tay đã tạo nên một phong cách độc lạ không đồng hàng, và tất cả tổng hòa lại đã tạo nên một sản phẩm vô cùng độc đáo. Sushi Surf vốn chỉ là một game thuộc thể loại chạy vô tận đầy vui nhộn, sẽ điều khiển hai chị em trong hành trình khám phá đại dương trên những con sóng. Mục tiêu sẽ là bắt tất cả những loài cá dưới đáy biển để có những nguyên liệu phù hợp làm sushi. Và do lối chơi của game là màn hình ngang, vì thế bạn có thể dễ dàng di chuyển nhân vật của mình. Gameplay của nó vô cùng đơn giản, chỉ cần nhấn và thả ngón tay lên màn hình, điều khiển thật linh hoạt để nhân vật tránh va chạm chướng ngại vật. Và khi hoàn thành nhiệm vụ làm sushi, bạn sẽ nhận được những đồng tiền vàng, sẽ giúp nâng cấp nhân vật, mở khóa trang phục, thiết bị lướt sóng nhằm đối phó với nhiều kẻ thù xuất hiện bất chợt. Những cạm bẫy này tưởng chừng vô hại nhưng vẫn có thể hạ gục bạn bất cứ lúc nào nếu mất tập trung. Vì thế đây là con game tỏ ra đáng yêu và thân thiện, mang lại cảm giác như đang xem bộ phim hoạt hình đẹp đẽ. Đặc biệt nếu mấy bạn không quá mạnh thì đây là con game cấu hình siêu nhẹ không thể bỏ qua. Run. Yeah!
làm tài xế xe bus có vẻ rất khó khăn ở đời thật, nhưng sẽ trở nên đơn giản trong Bus Simulator City Ride, là sản phẩm lái xe mô phỏng mới nhất đến từ Octagon. Và nhìn chung những thao tác điều khiển trong game không quá phức tạp, sẽ khó hơn đôi chút với những game đua xe thông thường, nhưng bạn cũng sẽ dần làm quen với nó. Công việc sẽ là lái xe theo lộ trình, nhận và đón trả khách theo lộ trình vạch ra. Và xe bus ngoài đời trông thế nào thì trong game cũng y như thế, sở hữu bản quyền từ những hãng xe nổi tiếng, cho bạn nâng cấp và tùy chỉnh ngoại hình của chúng theo ý mình. Và biết đâu sau này cũng có thêm VinBus từ VinFast trong tương lai, còn đồ họa của nó chỉ dừng lại ở mức ổn, khi mà game hướng đến việc tập trung vào trải nghiệm lái xe, mang đến góc nhìn của một tài xế thực thụ, phải để ý đường đi, biển báo, điểm đón, trả khách, và tránh những phương tiện giao thông khác y như ngoài đời, cũng có thể sử dụng góc nhìn thứ ba để quan sát rộng, và tùy theo địa hình và môi trường xung quanh, mà bạn hãy lựa chọn góc nhìn phù hợp để dễ dàng điều khiển xe bus của mình. Và như thường lệ, link tải game mình đã để sẵn bên dưới phần mô tả, vậy nên đừng mất công đi tìm cho tốn thời gian nhé. Đồng thời để lại cảm nghĩ bình luận của bạn, để mình cải thiện video tốt hơn thời gian tới. Và nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn, thì đừng quên like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.